những hình ảnh về đám tang ông Võ Văn Kiệt lọt ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, đồng thời kéo theo nhiều nguồn tin, có vẻ như dần dần làm rõ hơn về cái chết công cụ Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đang có khuynh hướng cải tổ và thay đổi vào cuối đời. Dân chúng Việt Nam, với những người quan tâm thời cuộc, bàn tán nhiều về cái chết của ông, và ngay cả giới quan chức thân cận với ông Kiệt cũng bày tỏ sự tức giận và nghi ngờ đối với cánh cầm quyền nông đức mạnh và đổ mười. Ông Tư Trung, nhân viên cận vệ trung tín của ông Kiệt đã cho biết là vào ngày 10 tới tháng 6, tức là một ngày trước khi chết, ông Kiệt hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy vậy cảm giác bị viêm họng do thời tiết thay đổi, ông Kiệt đã đến Bệnh viện Thống Nhất để khám tổng quát. Một liều thuốc bí mật nào đó đã làm ông không nói được nữa. Ngay sau đó, ông Kiệt đã viết vào lòng bàn tay ra lệnh tư trung đến gặp ông gấp. Đội cận vệ đặc biệt đã dàn quân và đưa ông Kiệt đến một bệnh viện thăng tín tại Singapore. Tuy nhiên khi đến nơi, ông Kiệt đã hôn mê và chết ngay sau đó. Trước khi chết, ông vẫn còn cố viết vào làm bằng tay một vài chữ vài chữ đó cho đến giờ này vẫn còn là bí mật quốc gia giới bình luận ở sài gòn cho rằng những lời dặn đó chính là mấu chốt để chỉ ra thủ phạm của vụ ám sát bất ngờ này giới báo chí sài gòn truyền tay nhau thông tin cho rằng ông nguyễn tân dũng đã bay từ hà nội về sài gòn và dặn giữ cho người điều tra về cái chết của ông võ văn kiệt nhóm bác sĩ riêng của ông nguyễn tân dũng sau khi làm pháp y đã cho biết là ông võ văn kiệt bị thiệt mạng là do một loại độc tố gây ra Thông tin này hoàn toàn khác với những gì mà Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho báo chí loan đi, cho rằng ông Kiệt bị sưng phổi cấp tính, thậm chí có tờ báo còn nói rằng ông Kiệt bị ung thư phổi ở thời kỳ cuối. Báo chí đã bị kèm chặt, không được bày tỏ nhiều thêm về cái chết của ông Kiệt. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Trung ương Đảng, người mà giới bình luận chính trị trong và ngoài nước vẫn nhận định rằng sẽ là nhân vật thay thế nông đức mạnh vào cuối tháng 10 năm nay. Sau khi ông Mạnh về hưu, đã siết chặt mọi thông tin bằng mọi hình thức Thậm chí các bài phóng sự nhiều kỳ kể về công lao của ông Kiệt thời sinh tiền cũng bị cắt bỏ. Hai ngày sau cái chết của ông Kiệt, các tờ báo lớn của Sài Gòn như tuổi trẻ, thanh niên, kể cả các tờ như người lao động, pháp luật, đều dẫn câu nói của ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng sẽ làm mọi cách để siết chặt hơn nữa mối quan hệ Việt-Mỹ. Giới bình luận cho rằng đây là cách mà ông Dũng muốn bắn tiếng với phe miền Bắc, rằng dù ông Kiệt mất đi, phe miền Nam vẫn sẽ tiếp tục giữ vững con đường của mình. Cuộc hội đàm của ông Nguyễn Tấn Dũng với Tổng thống Bush sắp đến sẽ đem lại điều gì cho phe miền Nam? đặc biệt sau cái chết công kiệt trong vai trò lãnh đạo đó là một bí ẩn mà nhiều người dân việt nam đang chờ đợi